với chủ đề quê hương và tình yêu. Lời đầu tiên, anh Chi xin phép được thay mặt cho những người thực hiện chương trình kính gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc quý vị có một đêm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn. Thưa quý vị, nhạc sĩ Vĩnh Lộc tên thật là Nguyễn Vĩnh Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1959 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Hiện ông đang giữ chức vụ phân hội phó phân hội âm nhạc Bình Thuận, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. Trước giải phóng, ông là học sinh tại trường Trung học Phan Bội Châu, Phan Thiết. Năm 1977 thì ông đi bộ đội làm trinh sát pháo binh quân khu 5. Sau năm 1985 thì ông tham gia công tác tại ban tổ chức chính quyền thị xã Phan Thiết cũ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đức Thắng, và năm 2019 là ông chính thức nghỉ hưu. Về quá trình tham gia sáng tác âm nhạc, ông bắt đầu viết chính thức vào năm 2013, tham gia Hội Văn học Nghệ thuật năm 2017. Năm 2019, ông được bầu làm phân hội phó phân hội âm nhạc tỉnh Bình Thuận. Đã sáng tác trên 200 ca khúc và đã đăng ký bản quyền 143 ca khúc, đã nhận được nhiều giải thưởng cấp quốc gia, bộ ngành, các tỉnh, cụ thể như giải nhì trong một hội thi không có giải nhất Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2018, giải Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2019, giải nhì không có giải nhất trong Festival Hot Đà Lạt năm 2015-2016, giải khuyến khích Bộ Giao thông Vận tải năm 2016, giải khuyến khích Bộ Công an năm 2017, giải nhì toàn quốc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2017, hai giải nhì, hai giải ba Công an tỉnh Bình Thuận, giải nhì Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận, giải đồng hạng các ca khúc tỉnh Ninh Thuận và một số giải thưởng khác. Cùng với nhiều tác phẩm được đăng tải trên tạp chí, báo của tỉnh và diễn đàn văn nghệ, lưu diễn trong nước và nước ngoài như Tổ quốc tôi yêu, Tình bạn sáng trong, Tình hữu nghị Việt Lào, Phi gác đêm biên giới. Một lần nữa, trân trọng chào đón toàn thể quý vị chúng ta cùng tham dự đêm nhạc nhạc sĩ Vĩnh Lộc với chủ đề quê hương và tình yêu. Quý vị, và bây giờ thay cho lời cảm ơn đến các cá nhân, các đơn vị cùng tổ chức đồng hành và góp phần tạo nên thành công cho đêm diễn, chúng tôi trân trọng kính mời, ông Trần Hữu Hiếu, giám đốc công ty cổ phần truyền thông và sự kiện IQ. Trân trọng kính mời ông Lê Minh Tú, giám đốc công ty thiết kế in ấn và quảng cáo Trí Việt. Ban nhạc và các ca sĩ biểu diễn trong chương trình, chúng ta cùng lên sân khấu để nhận hoa từ chủ nhân của đêm nhạc tối nay, nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Trân trọng kính mời. Thank you.
cảm ơn sự đóng góp của tất cả quý vị và chúc mừng nghệ sĩ Vĩnh Lộc. Từ đầu chương trình đến giờ thì tất cả chúng ta đều mang rất là nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc khác nhau, trải qua rất là nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Và chắc chắn đến thời điểm này thì sẽ có một người rất muốn nói nhiều điều với khán giả. Quý vị có đồng ý với kiến của anh Chi không ạ? Chắc chắn là như vậy. Bởi vì chúng ta những người lắng nghe còn mang nhiều cảm xúc như thế thì chắc chắn là chủ nhân của đêm nhạc này không thể không chất chứa nhiều tâm sự được. Thế thì bây giờ anh Chi xin mời anh cùng lên sân khấu để chia sẻ những nỗi niềm tâm tư của anh trong chương trình tối nay cùng với quý vị khán giả. Quý vị chúng ta có đồng ý không ạ? Dạ, trân trọng kính mời nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Kính thưa quý vị, kính thưa quý khán giả, kính thưa các anh chị em và những người thân thiết của Vĩnh Lộc. Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất của tôi đến quý vị, quý khán giả, quý anh em, bạn bè và người thân của tôi. Và tôi xin chúc, tôi mong rằng các anh cũng chúc với chúng tôi là đêm nhạc hôm nay thành công tốt đẹp. Sau đây cho tôi xin vài lời bày tỏ cùng quý vị, quý khán giả và các anh chị em. Thứ nhất, hôm nay thì tôi rất vui và hạnh phúc vì được tổ chức cái đêm nhạc của chính mình. Thứ hai là việc tôi tổ chức đêm nhạc này, đó là một sự ngẫu nhiên và là một cái duyên đến với tôi bằng sự giúp đỡ của nhiều người, nhiều anh em, bạn bè, người thân trong gia đình. Tôi mới làm được đêm nay, còn không, một mình tôi không thể làm được cái đêm nhạc này. Thứ ba là tôi viết nhạc bằng sự đam mê, bằng khát vọng, bằng tình yêu của con tim, bằng suy nghĩ của lý trí. Tôi viết về gia đình, về quê hương, về xã hội và về tổ quốc, đất nước của chúng ta. Với niềm đam mê đó, tôi viết gần như không ngơi nghỉ. Có thể nói rằng rảnh lúc nào là tôi viết lúc đó, nghĩa là tranh thủ để viết. Thứ tư, tôi mong rằng sự đam mê của tôi đó sẽ truyền đến quý vị, quý thính giả, quý anh em, bạn bè, người thân thiết trong gia đình của tôi, để từ đó những nốt nhạc của mình vang lên trong cuộc sống, vang lên trong sinh hoạt, nói những lời yêu thương quê hương, đất nước và con người của chúng tôi. Và vì vậy cho nên nhiều anh em đã động viên, nói thôi, cố gắng làm một đêm nhạc của mình. Chỉ có thể mình làm đêm nhạc của mình rồi bằng qua cái phương tiện thông tin đại chúng thì mới phát huy được cái nhạc của mình lên để cho người ta biết đến. Và tôi mong rằng tất cả quý vị có mặt ở đây và thông qua gia đình của quý vị tiếp nhận những tác phẩm của tôi giống như là một sự yêu thương dành cho Vĩnh Lộc, để động viên tinh thần và tạo điều kiện để cho tôi vững bước trong vấn đề sáng tác âm nhạc phục vụ cho con người và phục vụ cho quê hương. Bằng tấm lòng này, tôi hy vọng rằng đêm ca nhạc của mình sẽ làm một phần nào đó hài lòng tất cả quý vị có mặt hôm nay. Tất nhiên là trong quá trình biểu diễn, trong quá trình chuẩn bị cái đêm nhạc, không làm sao tránh khỏi những cái sai sót. Mong rằng quý vị chúng ta hết sức thông cảm bỏ qua. Và tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa, là trong cuộc đời tôi,
Trong những ngày tháng mà tôi viết nhạc thì rất có nhiều bạn bè, những nhà thơ, nhà văn, những người bạn viết những cái lời ca cho tôi viết nhạc. Nhưng mà trong đêm nay, những bài ca đó tôi không thể hiện được lên được. Tôi thành thật xin lỗi các anh. Mà cụ thể ở đây là có anh Nguyễn Phi Long, nguyên là giám đốc khu Tà Tú, Tá Treo của tỉnh Bình Thuận. Có anh Nguyễn Văn Đức là nhà thơ, đê ca Duyên Khánh ở Khánh Hòa. Và một số các bạn bè khác. Tôi thành thật xin lỗi vì không thể đưa hết những cái bài hát của các anh chị em mình lên được. Và tôi cũng xin lỗi những người bạn, những người thân tôi tổ chức năm nay mà cũng không mời tới hết đây được, vì có những cái giới hạn khách quan và chủ quan của nó. Xin hết sức thông cảm cho tôi. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, quý thính giả đã có mặt trong đêm nhạc hôm nay. Đặc biệt, tôi xin gửi lời chào, cảm ơn sâu sắc đến em Trần Hữu Hiếu, giám đốc công ty cổ phần truyền thông và sự kiện IQ. Em Lê Minh Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn và quảng cáo Trí Việt. Cảm ơn ban nhạc em Huỳnh Khắc Nhẫn, nhạc sĩ, tay trống Thịnh Mono, guitar Tài Thần. Cảm ơn các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ca sĩ Huỳnh Lợi, người con của Phan Thiết, đã đi vào thành phố Hồ Chí Minh và hát nhạc của Vĩnh Lộc rất nhiều. Hôm nay có lời mời của Vĩnh Lộc, em bằng với tấm lòng của mình đã ra đây về hát cho chúng ta nghe. Và bên cạnh đó là hai nhạc sĩ, hai ca sĩ quốc tỉnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Quốc Anh cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các ca sĩ, các anh em của tỉnh Bình Thuận mình. Cảm ơn ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú, phó giám đốc nhà hát Biển Xanh Ngọc Tuyển. Cảm ơn ca sĩ Hải Đăng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thủy. Cảm ơn ca sĩ Thanh Sang. Cảm ơn ca sĩ Hoàng Lộc. Cảm ơn ca sĩ Thúy Trang. Cảm ơn ca sĩ Quốc Phú. Cảm ơn ca sĩ Trí Khải. Cảm ơn anh chị em đã yêu thích nhạc của Vĩnh Lộc. Mong được đem tới tiếng hát, lời ca của mình góp cùng cái đêm nhạc hôm nay. Đó là anh Lê Thịnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Vương Nhất Sơn và chị Minh Thu ở tỉnh Bình Thuận mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh em trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. Cảm ơn các nhạc sĩ của tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Mai, Lê Trần Nguyễn, Lại Hồng Xứng và Mai Thu Sơn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến với một cái tâm thần, một cái tinh thần hết sức là nồng nhiệt đối với đêm của nhạc sĩ Bình Đọc. Xin cảm ơn. Và điều đặc biệt nhất là tôi muốn nói ở đây, xin cảm ơn bà xã và những đứa con yêu đã tạo điều kiện, tạo những cái cảm xúc cho tôi viết nhạc và ủng hộ về mặt tài chính, về mặt tinh thần để tôi tổ chức được cái đêm nhạc hôm nay. Xin cảm ơn và xin tất cả mọi người một lần nữa. Sau lời phát biểu vừa rồi thì chúng ta thấy là cảm xúc của anh Lộc đang rất là, nếu mà mình gọi như giống như phim mình gọi là rất là cao trào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với những cái cảm xúc còn lại qua phần phỏng vấn anh. Xin mời anh qua phía bên kia ạ.
hơi em về một thành phố biển xanh kia, mong tháp xoay nghiêng bên dòng sông trôi lãng đãng, ngàn con sóng ngược hướng con tàu đưa vào bờ góp sắc hoa đêm. Ơi bác thía tôi ơi, xưa nhớ mãi không thôi, đôi ta đưa về tổ quán bắt nhịp hoa vòng đó trời thời trai gái xôn xao. Đây bác thía tôi đây, chưa nhớ mãi không thôi, trong bao đời buồn vui bám biển, nhìn sao quê tôi.
tôi, Phan Thiên trong tôi. Giúp tôi một nửa anh chăng, đêm về soi sáng cuộc tình dữ dàng. Ngày đó em đi lạc vào tim tôi, đi rồi thực sự anh chẳng uống ta. Anh chẳng giúp tôi một nửa anh chăng, nhưng nhẹ cơn gió áo mây hôm nào. Em chợt về trong giấc mộng chiêm bao, tim tôi sao xuyến hồn tôi ngỡ ngàng. Tôi cũng đành duyên phận trái ngang, ai phũ phàng tiễn biệt phân ly đường em. Ai trả giúp tôi một nửa anh chăng, đêm về soi sáng cuộc tình dữ dàng. Ngày đó em đi giọt buồn tim đau, đêm về khao khát anh chăng nhớ giúp tôi một nửa anh chăng, đêm về soi sáng cuộc tình dễ dàng. Ngày đó em đi lạc vào tim tôi, đi rồi thực sự anh chẳng uống tàn. Ai trả giúp tôi một nửa anh chăng, nương nhẹ cơn gió áng mây hôm nào. Em chợt về trong giấc mộng chiêm bao, tim tôi sao xuyến hồn tôi ngỡ ngàng. Tôi cũng đành duyên phận trái ngang, ai phũ phàng tiễn biệt phân ly đường. Muôn vàn đắng cay, ai hãy giúp tôi một nửa anh chăng, đêm về soi sáng cuộc tình dữ dàng. Ngày đó em đi giọt buồn tim đau, đêm về khao khát anh chăng nhớ người. Ôi sao thương lắm, sớm tan cuộc tình tôi mang, mộng mơ chưa dứt, sớm tan cuộc tình tôi mang.
Sự kiện Ác Yêu, đơn vị tổ chức chương trình đêm nhạc ca sĩ Vĩnh Lộc Tuấn Huy, và chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Hữu Hiếu, giám đốc công ty cổ phần truyền thông và sự kiện Ác Yêu lên sân khấu để tặng phần quà và đặc biệt đến cho nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Trân trọng kính mời. Và chúng tôi cũng trân trọng kính mời nhạc sĩ Vĩnh Lộc cùng lên sân khấu để nhận phần quà đặc biệt từ đơn vị tổ chức đêm nhạc Tuấn Huy, công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện Ác Yêu. Quý vị, mỗi bức tranh gạo được trao tặng sẽ là một món quà ý nghĩa cho những người biết trân quý những giá trị nghệ thuật, biết thưởng thức những cái đẹp mà bức tranh mang lại. Và đây cũng chính là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho tất cả chúng ta. Bởi mỗi bức tranh gạo chứa đựng cả tâm hồn người Việt và cả tinh hoa văn hóa con người Việt Nam. Trân trọng cảm ơn món quà đặc biệt mà đơn vị tổ chức đêm nhạc tối nay đã dành tặng cho nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Trân trọng cảm ơn. Gió cuốn đến từ biển khơi, đời là chiếc lá của trời trời vơi, lời hò đắm đuối đến từ đầu môi, người vội quay đi không hề tiếc nuối. Một ngày sẽ đến chắc là không xa, tình mình hóa đá mới ngày hôm qua. Vạn vòi héo úa bóng người trôi xa, bờ vai bờ mai lấy ai thưa đâu. Sao cho mặt nhớ mơ giang ngày xưa tìm về dưới mưa, tình người muôn thuở gió tiếng mưa rơi lại hờn oán ai hai đường cách biệt, biết nói sao đây hơi như tình hơi thời gian không dễ quên hết bao nhiêu chuyện tình đã qua. Người ơi nhớ mãi, hơi ấm trong tay còn đây.
ai vẫn hứa ước mơ chưa tròn. Chỉ còn nỗi nhớ, chỉ còn niềm đau. Giờ thì hối tiếc chuyện cũng đã qua, tình càng đón đuôi, tình càng chia xa. Dặn lòng sẽ mãi ngàn lời không yêu, mặc cho chiều tiếng cứ tiêm tiêm chiều. Biển khơi đời là chiếc lá cứ trời trời phơi, lời còn đón đuôi đến từ đầu môi, người vội quay đi không hề tiếng nói. Một ngày sẽ đến chắc là còn xa, tình mình hóa đã mấy ngày hôm qua. Vặn vò theo bóng người trôi xa, bờ vai nhớ mãi lấy ai tựa đâu. Sao cho mắt nhớ mơ rằng ngày xưa tìm về suối mưa, tình người muôn thuở. Sao tiếng mưa rơi lại hơn oán ai, hai đường cách biệt. Biết nói chi đây hỡi người tình ơi. Thời gian không dễ ước mơ chưa tròn, chỉ còn nỗi nhớ, chỉ còn niềm đau. Giờ thì hối tiếc chuyện không đã qua, tình càng đón đưa, tình càng chia xa. Rằng lòng sẽ mãi ngàn lời không yêu, mong cho chiều tiếng cứ tiếng tiếng chiều. Rằng lòng sẽ mãi ngàn lời không yêu, mong cho chiều tiếng cứ tiếng tiếng chiều. Thank you.
cũng chia xa. Trong cơn say vần vã, anh muốn quên tình ta. Rót cho thêm ly đầy, uống cho quên ngày mai. Rồi ngày mai hai đứa nhạt nhòa cách xa. Ngày mai hai đứa sẽ không đưa về. Buồn nào trôi tim ta, tim nào không xót xa. Em đi không từ giá, quên những ngày tháng qua. Ngồi dưới cơn mưa, gọi mãi tên.
bởi lòng con quá yêu người, không biết rằng em sẽ không hề quên bỏ tình ta. Anh
sẽ sống mãi trọn đời bên em. Cuộc sống dù sao đi chăng nữa, anh sẽ sống mãi cuộc đời bên em, dù cho vật đôi sao rời. Anh sẽ hát mãi trọn đời bên em, để giữ tình yêu xưa mãi mãi. Anh sẽ hát những lời bằng con tim, bằng cả nhịp thở riêng xa xa người ơi.
trong đêm mồ côi, ngồi thao thức bóng ai xa mờ, bơ vơ đời ta, lòng anh ngu xa buồn thầm nhớ em. Nhớ em nhiều, hỡi người hỡi nhớ vô cùng. Xa em rồi, đêm quá dài người yêu ơi. Nhớ em nhiều, lòng tê tái nhức nhối tâm hồn. Suốt đêm dài, lòng trong vắng
gần mà xa vạn lý người, người gần mà muốn chung cách biệt, phiền tình chìm trong lòng bao tình. Có phải mùa thu tan lá rơi nhiều, có phải tình em làm trái tim này một đời tìm mãi không thôi, tìm hoài chỉ thấy hư vô, tìm hoài tìm trong ngàn nỗi nhớ. Người ơi, có phải tình em giờ đã phai tàn, hãy trả lời đi bằng chính tim mình.
chiều nhạt nắng lơ thơ ngọn gió, mây nước lững lờ thuyền rẽ sóng trên sông, chiều lộng gió mênh mông nỗi nhớ, nhớ em cười tà áo trắng bay bay, ai có về thăm quê hương Phan Thiết, như ghé qua dòng sông Cà Mau, chiều cả tiếng đêm tha thiết, níu chân người và níu cả hồn ai. Ôi dòng sông tôi yêu, hãy nhìn chiều nắng đổ ven sông, bóng cầu vần thắm đo nghiêng soi, gọi hồn thơ tơ vương lòng lữ khách. Ôi dòng sông quê hương thân thương, đã bao ngày ấp ủ đời ta, bến cồn chờ đợi chiến biên xa và lời ca bay theo từng ngọn sóng. Chiều đã dần tàn, sao em còn đứng đó? Có phải chăng lưu luyến một dòng sông? Dòng sông đã nhuốm màu oan sắc tím, Phan Thiết quê tôi giờ đã lên đèn. Có về thăm quê hương Phan Thiết, như ghé qua dòng sông Cà Mau, chiều cà phê đêm tha thiết, níu chân người và níu cả hồn ai. Ôi dòng sông tôi yêu, chiều nắng đổ ven sông, bóng cầu vườn thắm đo nghiêng soi, gọi hồn thơ tơ vương lòng lữ khách. Ôi dòng sông quê hương thân thương, đã bao ngày ấp ủ đời ta, bến cồn chờ đợi chuyến biển xa và lời ca bay theo từng ngọn sóng. Chiều đã dần tàn, sao em còn đứng đó? Có phải chăng lưu luyến một dòng sông? Dòng sông đã nhuốm màu oan sắc tím, Phan Thiết quê tôi giờ đã lên đèn, Phan Thiết quê tôi giờ đã lên. Vẫn thôi chẳng mấy đổi thay, chuyện giàu chuyện nghèo chuyện trong nhân thế, khi mất đi rồi tay vẫn trắng tay.
biết nói gì đây cho thỏa lòng này, cho người tình cờ xúc lại gần nhau. Chuyện tình trên mình, chuyện yêu đương đó, dù hết kiếp này đến mãi ngàn sau. Yêu là để cho nhau, thương là để khổ đau. Tìm nhau chẳng kiếp nào, kiếp nào duyên sẽ gặp nhau. Biết nói gì đây qua những tháng ngày, ta thì vẫn thôi chẳng mừng đổi thay. Chuyện giàu chuyện nghèo, chuyện trong nhân thế, khi mất đi rồi tay vẫn trắng tay. Biết nói gì đây qua những tháng ngày, ta thì vẫn thôi chẳng mấy đổi thay. Chuyện giàu chuyện nghèo, chuyện trong nhân thế, khi mất đi rồi tay vẫn trắng tay. Biết nói gì đây qua thỏa lòng này, cho người tình cờ xúc lại gần nhau. Chuyện tình trên mình, chuyện yêu đương đó, dù hết kiếp này đến mãi ngàn sau. Yêu là để cho nhau, thương là để khổ đau. Tìm nhau chẳng kiếp nào, kiếp nào duyên sẽ gặp nhau. Biết nói gì đây qua những tháng ngày, ta thì vẫn thôi chẳng mấy đổi thay. Chuyện tình trên mình, chuyện yêu đương đó, khi mất đi rồi tay vẫn trắng tay. Chuyện tình trên mình, chuyện yêu đương đó, mất đi rồi tay vẫn trắng tay. Sống với đôi tay tù tàn,
thương cuối tìm hóa xưa xa xôi chạy qua cùng. Đêm yêu thương săn lấp nhưng đớn đau
phận người. Ta mãi là dòng sông bồi phù sa cho đất, khi trở về chốn xưa còn đây người để nhớ một tình yêu bất tận, một tình yêu vĩnh thank you.
xuân thêm đường hoa xuân thêm nồng dẫu
đời chưa hết bao giờ. Tình ta vẫn mãi tươi hồng sắc xuân. Mùa xuân đến bao điều chuyện nói vẫn còn đây mất biết chi hiền. Còn đây bóc dáng diêu hiền cho anh riêng ta một trời nhớ thương. Cho anh riêng ta một trời nhớ thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biến thương thương tâm lòng người ngày đêm bám biển dõi mắt trông về núi Cam đêm đêm đây hòn tranh xanh trong phong ba vươn mình giữa biển hòn trứng hiên không ngủ mãi
trường đại học giờ có vui không? Mẹ nằm bên cha thì thầm thốn thứ, từ lúc con đi nhà vắng vẻ quá. Dạo ấy đến nay phường nỡ hai lời, con đường phần dài chờ bước chân con. Nhớ ngày nào hai bụi đưa con đến trường, nhiều khi để lỡ cho con đứng chờ. Giờ con đã lớn nhưng lòng cha thấy rằng con vẫn bé như thời thơ ấu. Con bước vào đời bằng những bước chân non. Dù cho con biết nhưng dù lên biết, đời luôn tranh đấu đâu phải yên ắng. Bởi cho nên thế con phải khắc ghi, viết vội cho con vài dòng mến thương, gửi về con yêu mong giấc ngủ yên, gửi về con yêu mong điều hạnh phúc. Để con vững bước bước trên đường đời, gửi về con yêu mong điều hạnh phúc. Để con vững bước bước trên đường đời. Thank you.
chút vui bốn ngàn năm vẫn hơn tự hào khúc thăng trầm dài nhiều năm tháng khi anh hùng mà sáng muôn nào hỡi tổ quốc tôi ơi đời cha ông chiến công hào hùng những bạch đằng chi lăng còn đó tổ quốc tôi yêu tình diều tuổi thơ bé bỏng tôi yêu tổ quốc tôi yêu mắt mẹ chiều nay xa vắng tôi yêu tổ quốc tôi yêu giọt máu đổ thang non sông dòng sông trao con tiền dòng cho tôi niềm tin tự hào nơi hải đảo xa xôi hay tuyến đầu biên giới tôi xin làm lá chắn cho quê hương đã khép lại chương trình đêm nhạc nhạc sĩ Vĩnh Lộc với chủ đề quê hương tình yêu. Và bây giờ xin trân trọng kính mời toàn bộ các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nay chúng ta cùng ra sân khấu để chụp hình lưu niệm với nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Trân trọng kính mời. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ nhiệt thành của toàn thể quý vị. Đặc biệt những lời cảm ơn đến công ty cổ phần truyền thông và sự kiện IQ, đơn vị tổ chức chương trình. Cảm ơn ông Lê Văn Tú, giám đốc công ty thiết kế lớn và quảng cáo chiến dịch đã hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn thành viên ban nhạc cũng như các ca sĩ đã nhận lời tham gia góp phần tạo nên thành công chung cho chương trình tối hôm nay. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả cho đến giờ phút này, đến tận tiết mục cuối cùng mà quý vị vẫn ngồi đây để ủng hộ cho chúng tôi, đó là đáng quý lắm rồi. Chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều và hy vọng những chương trình sau của phòng trà IQ chúng tôi cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị như vậy. Trân trọng cảm ơn quý vị một lần nữa. Thân ái kính chào tạm biệt. Với chủ đề quê hương và tình yêu đến đây là kết thúc, một kết thúc trọn vẹn.